Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 12. Miriam và Aaron nói hành Môi-se về việc người nữ Ethiopi mà người đã lấy, vì người có lấy một người nữ Ethiopi làm vợ. Hai người nói rằng, Đức Giê-hô-va há chỉ dùng một mình Môi-se mà phán sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó. Vả, Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Thình lình Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, Aaron và Miriam rằng, cả ba hãy ra đến hội mạc. Cả ba đều đi. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây, đứng tại cửa hội mạc, rồi gọi Aaron và Miriam, hai người đều đến. Ngài phán cùng hai người rằng, hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao. Tôi tớ Môi-se ta không có như vậy. Người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng một cách rõ ràng không lời đố, và người thấy hình Đức Giê-hô-va. Vậy các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta là Môi-se sao? Như vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng phừng cùng hai người. Ngài ngự đi. Khi trụ mây rút khỏi trên đền tạm thì kìa, Miriam đã bị phun trắng như tuyết. Aaron xây lại phía Miriam, thấy người đã có bệnh phun. Aaron bèn nói cùng Môi-se rằng, ôi lạy Chúa tôi, xin chớ để trên chúng tôi tội mà chúng tôi đã dại phạm và đã mắc lấy. Xin chớ để nàng như một đứa con sảo thịt đã hư hết phân nửa khi lọt ra khỏi lòng mẹ. Môi-se bèn kêu vang cùng Đức Giê-hô-va rằng, ôi Đức Chúa Trời, tôi cầu khẩn Ngài chữa cho nàng. Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng, nếu cha nàng nhổ trên mặt nàng, nàng há không mang hổ trong 7 ngày sao? Nàng phải cầm riêng ngoài trại quân trong 7 ngày, rồi sau sẽ được nhận vào lại. Ấy vậy, Miriam bị cầm riêng ngoài trại quân trong 7 ngày. Dân sự không ra đi cho đến chừng nào Miriam được nhận vào lại. Sau việc đó, dân sự ra đi từ Hát-Xê-Rốt và hạ trại trong đồng vắng Pha-ran. Chương 13. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy sai những người đi do thám xứ Ca-na-an là xứ ta ban cho dân Israel. Về mỗi một chi phái, các ngươi phải sai một người đi, mỗi người làm quan trưởng của chi phái mình. Tùy theo mạng Đức Giê-hô-va, Môi-se từ đồng vắng Pha-ran sai các người này đi, hết thảy là quan trưởng của dân Israel. Đây là tên của các người ấy. Về chi phái Ruben, Samua, con trai Sa-cu. Về chi phái Simeon, Sa-phát, con trai của Hori. Về chi phái Giu-đa, Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê. Về chi phái Isaka, Di-ganh, con trai của Joseph. Về chi phái Ephraim, Hô-sê, con trai của Nun. Về chi phái Benjamin, Phan-thi, con trai của Ra-phu. Về chi phái Sa-bu-lôn, Gác-đi-ên, con trai của Sô-đi. Về chi phái Joseph, nghĩa là về chi phái Manashe, Ga-đi, con trai của Su-si. Về chi phái Đan, Ami-ên, con trai của Gê-ma-li. Về chi phái A-se, Sê-thu, con trai của Mica-ên. Về chi phái Nep-ta-li, Nách-bi, con trai của Vấp-si. Về chi phái Gác, Gu-ên, con trai của Ma-ki. Đó là tên những người mà Môi-se sai đi do thám xứ. Và Môi-se đặt tên cho Hô-sê, con trai Nun, là Giô-suê. Vậy, Môi-se sai đi do thám xứ Ca-na-an và dặn rằng, từ đây hãy lên Nam Phương và vào miền núi, rồi sẽ thấy xứ đó ra sao. Dân sự ở đó nếu mạnh yếu thể nào, nếu số ít hay nhiều, xứ dân đó ở thể nào,
nếu tốt hay xấu, các thành dân đó ở làm sao, hoặc chỉ những nơi đóng trại hay là đồn lũy, đất ra làm sao, nếu màu mỡ hay là xấu, có cây cối hay là không. Hãy can đảm và hái lấy trái cây xứ đó. Bây giờ nhằm mùa nho sớm. Vậy các người đó đi lên do thám xứ từ đồng vắng Sin cho đến Rehob đi về Hamat. Họ bắt từ hướng nam đi lên đến thành Hebron, là nơi có Ahiman, Sheshai và Tanmai, con cái của Anak. Và thành Hebron đã xây từ 7 năm trước Soan là thành của xứ Ai Cập. Các người đến khe Ết-côn, cắt tại đó một nhành nho có một chùm nho, và hai người khiêng lấy bằng cây sào luôn những trái lựu và trái vả. Người ta gọi chỗ này là khe Ết-côn vì có chùm nho mà dân Israel đã cắt tại đó. Các người đi do thám xứ trong 40 ngày trở về. Tới rồi, bèn đến cùng Môi-se, A-rôn và cả hội dân Israel trong đồng vắng Pha-ran tại Ca-đe, mà thuật lại mọi sự cho hai người và cả hội chúng nghe, cùng đưa cho xem hoa quả của xứ. Vậy các người ấy thuật cho Môi-se rằng: chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi. Ấy, quả thật một xứ đượm sữa và mật. Này, hoa quả xứ đó đây. Mà dân sự ở trong xứ này vốn mạnh dạn, thành trì thật vững vàng và rất lớn. Chúng tôi cũng có thấy con cái của Anak ở đó. Dân Amalek ở miền nam, dân Hethit, dân Jebusit và dân Amorit ở trong núi, dân Canaan ở gần biển và dọc dài theo mé Giô-đanh. Ca-lép bèn làm cho dân sự đương lầm bầm cùng Môi-se nín lặng đi mà nói rằng: chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được. Nhưng những người đi cùng Ca-lép nói rằng: chúng ta không đi lên cự dân này được, vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Trước mặt dân Israel, các người đó phao phản xứ mình đã do thám mà rằng: xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám là một xứ nuốt dân sự mình. Hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là kẻ hình vóc cao lớn. Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của Anak, thuộc về giống dình dàng. Chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy. Chương 14. Cả hội chúng bèn cất tiếng la lên, và dân sự khóc lóc trong đêm đó. Hết thảy dân Israel lầm bầm cùng Môi-se và A-rôn. Cả hội chúng nói cùng hai người rằng: chớ chi chúng tôi đã chết trong xứ Ai-cập, hay là đã chết trong đồng vắng này? Vì cớ nào Đức Giê-hô-va dẫn chúng tôi vào xứ này đặng bị gươm mà ngã? Vợ và con nhỏ chúng tôi sẽ bị làm một miếng mồi. Về phần chúng tôi, há chẳng khá trở về xứ Ai-cập hơn sao? Rồi dân sự nói với nhau rằng: chúng ta hãy lập lên một quan trưởng và trở về xứ Ai-cập đi. Môi-se và A-rôn bèn sắp mình xuống trước mặt cả hội dân Israel. Giô-suê con trai của Nun và Ca-lép con trai của Giê-phu-nê là hai người trong bọn đi do thám xứ, bèn xé quần áo mình. Hai người nói cùng cả hội dân Israel rằng: xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám thật là một xứ rất tốt. Nếu Đức Giê-hô-va đẹp lòng cùng chúng ta, ắt sẽ đem chúng ta vào xứ này mà ban cho. Ấy là một xứ đượm sữa và mật. Chỉ các ngươi chớ dấy loạn cùng Đức Giê-hô-va và đừng sợ dân của xứ, vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta. Bóng che chở họ đã rút đi khỏi họ rồi, và Đức Giê-hô-va ở cùng ta, chớ sợ chi. Bây giờ cả hội chúng nói ném đá hai người này. Nhưng sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra trên hội mạc trước mặt dân Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: dân này khinh ta và không tin ta cho đến chừng nào, mặc dầu các phép lạ ta làm giữa chúng nó. Ta sẽ giáng cho dân sự này dịch lệ và tiêu diệt phần cơ nghiệp của nó đi. Nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn hơn và mạnh hơn nó. Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: dân Ai-cập có hay rằng Chúa cậy quyền năng Chúa đem dân này ra khỏi họ và có thuật điều đó cho dân xứ này. Ôi Đức Giê-hô-va, người ta biết rằng Chúa ngự giữa dân này. Chúa hiện ra cho mắt chúng thấy. Trụ mây Chúa ở trên dân này và Chúa đi trước, ban ngày trong một trụ mây, ban đêm trong một trụ lửa. Nếu Chúa giết hết dân này như thể giết một người, thì các nước đã nghe nói về Chúa sẽ nói rằng: Đức Giê-hô-va không thể dẫn dân này vào xứ mà Ngài đã thề ban cho.
Bởi cớ đó, Ngài giết chết chúng nó trong đồng vắng. Và bây giờ, tôi xin quyền năng của Chúa hiện ra cách oai nghiêm như Chúa đã nói rằng, Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy ơn, hay xá điều gian ác và tội lỗi, nhưng không kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt con cháu trải 3-4 đời. Tôi xin Chúa tha tội gian ác của dân này tùy theo ơn lớn của Chúa, như Chúa đã tha từ xứ Ai Cập đến đây. Đức Giê-hô-va đáp rằng, ta đã tha như lời ngươi xin, nhưng ta chỉ sự hằng sống ta mà quả quyết rằng sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp trái đất. Trong mọi người đã thấy sự vinh quang ta, phép lạ ta đã làm tại xứ Ai Cập và nơi đồng vắng, là các người đã thử ta 10 lần và đã không nghe lời ta, thì chẳng một ai sẽ thấy xứ mà ta thề hứa cho tổ phụ chúng nó. Chẳng ai mà đã khinh ta sẽ thấy xứ đó đâu. Nhưng vì kẻ tôi tớ Ca-lép ta không đồng lòng cùng chúng nó theo ta một cách trung tín, thì ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi, và dòng dõi người sẽ được xứ làm sản nghiệp. Dân Amalek và dân Canaan ở trong chủng, ngày mai các ngươi hãy trở lui lại sau, đi đến đồng vắng về hướng biển đỏ. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Mô-sê và A-rôn mà rằng, ta sẽ chịu hội chúng hung dữ này hay lầm bầm cùng ta cho đến chừng nào? Ta đã nghe lời lầm bầm của dân Israel oán trách ta. Hãy nói với dân chúng, Đức Giê-hô-va nói rằng, ta chỉ sự hằng sống ta mà thề, ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các ngươi nói. Những thây các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng này. Các ngươi mà người ta đã tu bộ, hết thảy bao nhiêu cũng vậy, từ 20 tuổi sắp lên, là những kẻ đã lầm bầm cùng ta, thì chẳng hề được vào xứ mà ta đã thề cho các ngươi ở. Ngoại trừ Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, và Giô-suê, con trai của Nun. Nhưng ta sẽ đem vào xứ những con trẻ của các ngươi mà các ngươi có nói rằng chúng nó sẽ bị làm một miếng mồi, rồi chúng nó sẽ biết xứ các ngươi đã chê bai. Còn những thây các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng này. Con cái các ngươi sẽ chăn chiên nơi đồng vắng trong 40 năm và sẽ mang hình phạt vì tội thông dâm của các ngươi cho đến chừng nào thây của các ngươi đã ngã rạp hết trong đồng vắng. Các ngươi đi do thám xứ bao nhiêu ngày, nghĩa là 40 ngày, thì các ngươi cũng sẽ mang hình phạt vì tội gian ác mình bấy nhiêu năm, nghĩa là 40 năm, một năm đền cho một ngày. Bây giờ các ngươi sẽ biết ta đã xây khỏi các ngươi. Ta, Đức Giê-hô-va đã phán, ta sẽ làm điều này cho cả hội chúng hung dữ này đã hiệp lại nghịch cùng ta. Chúng nó sẽ bị hao mòn và chết tại trong đồng vắng này. Những người mà Môi-se đã sai đi do thám xứ, khi trở về có xui cho cả hội chúng lầm bầm cùng Môi-se và có phao phản xứ, những người này đều bị một tai vạ hành chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng trong bọn người đi do thám xứ, chỉ có Giô-suê con trai của Nun và Ca-lép con trai của Giê-phu-nê còn sống được. Môi-se thuật lại những lời này cho cả dân Israel, rồi có một sự thảm sầu rất lớn trong dân sự. Đoạn, dân sự dậy sớm đi lên chót núi mà nói rằng, chúng tôi đây sẽ đi lên tới chỗ Đức Giê-hô-va đã phán hứa vì chúng tôi có phạm tội. Song Môi-se nói rằng, sao các ngươi trái mạng Đức Giê-hô-va, sự đó sẽ chẳng may mắn đâu. Chớ đi lên đó, e các ngươi bị quân nghịch đánh bại chăng, vì Đức Giê-hô-va không còn ở giữa các ngươi nữa. Kìa, dân Amalek và dân Canaan ở đằng trước các ngươi, các ngươi sẽ bị gươm ngã rạp bởi vì đã bội nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va sẽ không ở cùng các ngươi. Nhưng dân sự cố ý đi lên chót núi, còn hòm giao ước của Đức Giê-hô-va và Môi-se không đi ra khỏi trại quân. Dân Amalek và dân Canaan ở trong núi này đổ xuống, đánh bại và phân thây dân Israel cho đến Hột-ma. Thi Thiên 47. Hỡi các dân, hãy vỗ tay, hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Vì Đức Giê-hô-va chí cao thật đáng kinh, Ngài là vua lớn trên cả trái đất. Ngài khiến các dân suy phục chúng tôi và làm các nước phục dưới chân chúng tôi.
Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi là sự vinh hiển của Gia-cốp mà Ngài yêu mến. Đức Chúa Trời ngự lên có tiếng reo mừng, Đức Giê-hô-va thăng lên có tiếng kèn thổi. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời, khá hát đi. Hãy hát ngợi khen vua chúng tôi, khá hát đi. Vì Đức Chúa Trời là vua của cả trái đất. Hãy hát ngợi khen cách thông hiểu. Đức Chúa Trời cai trị các nước, Đức Chúa Trời ngự ngôi thánh Ngài. Vua các dân đều nhóm lại đặng làm dân Đức Chúa Trời của Abraham, vì các khiên của đất đều thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài được tôn chí cao. Chương 23. Đức Giê-hô-va phán: Khốn thay cho những kẻ chăn, hủy diệt và làm tan lạc bầy chiên của đồng cỏ ta. Vậy nên, về những kẻ chăn giữ dân Ngài, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Các ngươi làm tan lạc bầy chiên ta, đã đuổi đi và không thăm nom đến. Này, ta sẽ thăm phạt các ngươi về những việc giữ mình làm. Đức Giê-hô-va phán vậy: Ta sẽ nhóm những con sót lại của bầy ta từ các nước mà ta đã đuổi chúng nó đến. Ta sẽ đem chúng nó trở về trong chuồng mình. Chúng nó sẽ sanh đẻ thêm nhiều. Ta sẽ lập lên những kẻ chăn nuôi chúng nó, thì sẽ chẳng sợ chẳng hãi nữa, và không thiếu một con nào. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: Này, những ngày đến, bây giờ ta sẽ dấy lên cho David một nhánh công bình. Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chính trực công bình trong đất. Đang đời vương đó, Giu-đa sẽ được cứu, Israel sẽ ở yên ổn, và người ta sẽ xưng danh ấy là Đức Giê-hô-va, sự công bình chúng ta. Đức Giê-hô-va phán: Vậy nên, những ngày đến, bây giờ người ta sẽ chẳng còn nói rằng, thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, tức là đấng đã đem con cái Israel lên khỏi đất Ai Cập, nhưng nói rằng, thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, tức là đấng đã đem lên và dắt dòng dõi nhà Israel về từ phương Bắc, từ các nước mà ta đã đuổi họ đến. Chúng nó sẽ ở trong đất mình. Về các tiên tri, lòng ta tan nát trong ta, xương ta thảy đều run rẩy. Ta như người say, như người say sẩm vì rượu, bởi cớ Đức Giê-hô-va và những lời thánh của Ngài. Trong đất đầy những kẻ tà dâm, vì cớ bị rủa sả thì đất nên sầu thảm. Những đồng cỏ nơi đồng vắng đều khô khan. Người ta chạy theo đường dữ, sức chúng nó là không công bình. Vì chính kẻ tiên tri, thầy tế lễ đều là ô uế. Ta thấy sự gian ác chúng nó đến trong nhà ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Cho nên, đường chúng nó sẽ như nơi trơn trượt trong tối tăm, sẽ bị đuổi và vấp ngã tại đó. Vì đến năm chúng nó bị thâm phạt, ta sẽ giáng tai vạ trên chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta đã thấy rõ sự điên dại của bọn tiên tri xứ Samari. Chúng nó nhân danh ba anh mà nói tiên tri, khiến dân Israel ta lầm lạc. Nhưng nơi bọn tiên tri ở Jerusalem, ta đã thấy sự đáng gớm ghiếc. Chúng nó phạm tội tà dâm, bước theo sự giả dối. Chúng nó làm cho cứng vững tay kẻ dữ, đến nỗi chẳng ai xây bỏ sự ác của mình. Ta coi chúng nó thảy đều như Sodom, và dân cư nó như Gomorrah. Vậy nên, về phần bọn tiên tri đó, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Này, ta sẽ cho chúng nó ăn ngải cứu và uống mật đắng, vì các tiên tri ở Jerusalem đã làm cho sự vô đạo tràn ra trong cả xứ. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Chớ nghe những lời của các tiên tri nói tiên tri với các ngươi. Chúng nói dạy cho các ngươi sự hư không và nói sự hiện thấy bởi lòng mình, chẳng phải bởi miệng Đức Giê-hô-va. Chúng nó cứ bảo kẻ khinh dễ ta rằng: Đức Giê-hô-va phán, các ngươi sẽ được bình an. Lại bảo những kẻ bước theo sự cứng cỏi của lòng mình rằng: Chẳng có tai họa nào sẽ đến trên các ngươi hết. Vậy, ai đã đứng được trong sự bàn luận của Đức Giê-hô-va để được ngắm xem và nghe lời Ngài? Ai đã suy xét và nghe lời Ngài?
Này, cơn giận của Đức Giê-hô-va đã phát ra như bão, như gió lốc, nổ trên đầu những kẻ dữ. Đức Giê-hô-va chưa làm trọn ý đã định trong lòng, thì cơn giận của Ngài sẽ chẳng trở lại. Trong ngày sau rốt, các ngươi sẽ rõ biết sự ấy. Ta chẳng sai những tiên tri này, mà chúng nó đã chạy. Ta chẳng phán với, mà đã nói tiên tri. Nếu chúng nó có đứng trong sự bàn luận ta, thì đã khiến dân ta nghe lời ta, và đã làm cho dân từ đường dữ việc xấu mà trở lại rồi. Đức Giê-hô-va phán, ta có phải là Đức Chúa Trời ở gần mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao? Đức Giê-hô-va phán, có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Đức Giê-hô-va phán, há chẳng phải ta đầy dẫy các tầng trời và đất sao? Ta nghe điều những kẻ tiên tri này nói. Chúng nói nhân danh ta mà nói tiên tri giả dối rằng, ta có chiêm bao, thật ta có chiêm bao. Những tiên tri ấy theo sự dối trá của lòng mình mà nói tiên tri. Chúng nó có lòng ấy cho đến chừng nào? Chúng nó mỗi người thuật chiêm bao cùng kẻ lân cận, tưởng sẽ khiến dân quên danh ta cũng như tổ phụ chúng nó vì ba anh quên danh ta. Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuật chiêm bao ấy đi. Còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta cách trung tín. Đức Giê-hô-va phán, rơm rạ há xen vào với lúa mì sao? Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán rằng, này, ta nghịch cùng những kẻ tiên tri ăn cắp lẫn nhau về lời của ta. Đức Giê-hô-va phán, này, ta nghịch cùng những kẻ tiên tri dùng lưỡi mình nói ra mà rằng, Ngài phán. Đức Giê-hô-va phán, này, ta nghịch cùng những kẻ lấy chiêm bao giả dối mà nói tiên tri, thuật lại và lấy lời dối trá khoe khoang mà làm cho dân ta lầm lạc. Nhưng ta không sai và cũng không bảo chúng nó. Chúng nó cũng không làm ích gì cho dân này hết. Đức Giê-hô-va phán vậy. Nếu dân này, kẻ tiên tri hay là thầy tế lễ hỏi ngươi rằng, gánh nặng của Đức Giê-hô-va là gì? Khá đáp rằng, gánh nặng gì? Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ từ bỏ các ngươi. Còn như kẻ tiên tri, thầy tế lễ và dân sẽ nói rằng, gánh nặng của Đức Giê-hô-va, thì ta sẽ phạt người ấy và nhà nó. Vậy, này là câu mỗi người khá hỏi kẻ lân cận mình. Mỗi người khá hỏi anh em mình rằng, Đức Giê-hô-va đã trả lời làm sao? Đức Giê-hô-va đã phán thế nào? Bây giờ, chớ nói gánh nặng của Đức Giê-hô-va nữa, vì lời của mỗi một người sẽ là gánh nặng của nó. Vì các ngươi đã làm trái những lời của Đức Chúa Trời hằng sống, của Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời chúng ta. Vậy, ngươi khá hỏi kẻ tiên tri rằng, Đức Giê-hô-va đã trả lời cho ngươi làm sao? Hay là Đức Giê-hô-va đã phán thế nào? Nhưng nếu các ngươi nói rằng, gánh nặng của Đức Giê-hô-va, bởi cớ đó Đức Giê-hô-va phán như vậy, vì các ngươi nói lời này, gánh nặng của Đức Giê-hô-va, và ta đã sai đến cùng các ngươi đặng bảo các ngươi rằng chớ còn nói rằng gánh nặng của Đức Giê-hô-va. Nhân đó, này, ta sẽ quên hẳn các ngươi, ta sẽ bỏ các ngươi, và thành ta đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi xa khỏi trước mặt ta. Ta sẽ khiến các ngươi chịu nhơ nhuốc đời đời, hổ thẹn vô cùng, không bao giờ quên được. Chương 24. Đức Giê-hô-va tỏ cho tôi, này, có hai giỏ trái vả để trước đền thờ Đức Giê-hô-va. Ấy là sau khi Nebuchadnezzar, vua Babylon, đã bắt Jeconia, con trai Jehoiakim, vua Juda, cùng các quan trưởng Juda, với các thợ nghề và thợ rèn, từ thành Jerusalem đem về nước Babylon làm phu tù. Một trong hai giỏ thì đựng những trái vả rất tốt như trái vả đầu mùa, còn giỏ kia thì đựng trái xấu lắm đến nỗi không có thể ăn được. Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì? Tôi thưa, thấy trái vả,
Những trái tốt thì rất tốt, còn những trái xấu thì rất xấu, xấu đến nỗi không thể ăn được. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Như những trái vả tốt này, ta cũng sẽ xem những kẻ phu tù Giu-đa mà ta đã sai từ nơi này đến trong đất người Canh-đê, cho chúng nó được ích. Ta sẽ để con mắt ta trên chúng nó làm ích cho, và ta sẽ đem họ về trong xứ này, lập lên mà không phá đi nữa, trồng lại mà không nhổ đi nữa. Ta sẽ ban cho chúng nó tấm lòng hay nhận biết ta là Đức Giê-hô-va. Chúng nó sẽ làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, vì chúng nó sẽ hết lòng trở về cùng ta. Còn như Sê-đê-kia vua Giu-đa, các quan trưởng nó và dân sót lại của thành Giê-ru-sa-lem là dân còn ở trong đất này, và những kẻ ở trong đất Ê-díp-tô, thì người ta làm cho những trái vả xấu quá, ăn không được thế nào. Ta cũng sẽ làm cho chúng nó thế ấy. Ta sẽ phó chúng nó để bị ném đi ném lại giữa mọi nước thế gian, cho chúng nó chịu khổ, chịu mắng nhiếc, soi bói, cười chê, rủa sả trong mọi xứ mà ta sẽ đuổi chúng nó đến. Ta sẽ sai gươm dao, đói kém, ôn dịch giữa chúng nó, cho đến chừng chúng nó bị hủy diệt khỏi đất ta đã ban cho chúng nó cùng tổ phụ chúng nó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.